Phúc Bình Dương Vlog xin kính chào quý cô chú anh chị em. Mọi người xem video của Phúc thấy hấp dẫn hãy nhấn like và đăng ký nhấn chuông để nhận thông báo khi phát video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Đây này các bạn, đây là cặn heo và phèo heo các bạn. Hôm nay Phúc xào sa tế các bạn, sa tế bơ và táo đỏ nha các bạn. Thôi giờ Phúc dụng máy để bắt đầu xào sa tế các bạn. Thôi giờ mình đổ dầu vào các bạn. Sau đó mình đổ tỏi vào các bạn. Đây các bạn. Rồi mình sẽ đổ sa tế vào cái này. Cho tỏi đâu vàng này mình đổ sa tế vào. Tại nay mưa bão quá nên Phúc cũng không có đi ra rừng tràm được các bạn. Nên ở nhà nấu dùng thôi các bạn. Nay Võ Nga cũng tập trung vào thi bằng lái xe 4 bánh các bạn. Cho nên là ít đi quay được các bạn. Rồi, tỏi thơm ghê luôn các bạn. Tỏi cũng vàng rồi các bạn. Bây giờ mình đổ sa tế vào các bạn. Đây bơ các bạn, chúng ta đổ bơ vào các bạn. Rồi mình cắt rớt vào. Giờ này mới sáng sớm mà âm u luôn các bạn. Chuyển mưa tới rồi các bạn. Chúng ta cho nước mắm vào các bạn. Qua đường nhé các bạn. Chúng ta cho hai miếng đường. Rồi cho thêm ít muối nữa các bạn, muối hạt đó. Đây các bạn. Thôi giờ mình bỏ cái cặn heo và cái phèo heo vào các bạn. Còn cái táo đỏ này khi nào phèo heo và thằng heo nó chín rồi mình đổ vào các bạn. Tại vì táo đỏ nó mau chín lắm các bạn. Wow. Giờ nó màu đẹp lên luôn các bạn. Rồi giờ mình đổ nước vào các bạn. Đổ nước vào và đậy nắp vào để cho nó chín các bạn. Đậy nắp này không phải cái chảo này nên mình đậy cho nó thở ra các bạn. Wow, đây các bạn, nó cũng gần chín rồi. Rồi giờ Phúc sẽ đổ táo đỏ vào các bạn. Táo đỏ này nữ ăn tốt lắm các bạn, hồng da đẹp da lắm các bạn. Nam nữ đều làm da nước da hồng các bạn. Tốt lắm trời. Để nắp lại thêm vài phút nữa nha các bạn. Wow, đây các bạn, cũng chín rồi các bạn. Bây giờ Phúc tắt lửa và gấp ra mời các bạn cùng dùng với Phúc nha. Mà thơm quá các bạn. Đây các bạn, đây là cái tặng heo các bạn. Còn đây là phèo heo táo đỏ. Thơm mùi bơ lắm các bạn. Thôi giờ Phúc múc ra mà các bạn cùng dùng với Phúc nhé. Đây này các bạn, Phúc đã làm hoàn thành rồi các bạn. Tặng heo và phèo heo xào sa tế và táo đỏ các bạn.
Phúc mời các bạn cùng dùng với Phúc nhé. Chúc các bạn ngày mới tốt lành, hạnh phúc và thành công nha. Các bạn xem clip của Phúc hãy nhớ nhấn like, chia sẻ và subscribe ủng hộ cho Phúc nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đây các bạn, nhìn hấp dẫn các bạn.